tay banh chành này, banh này nói về nhân quyền. Nisa cũng đang hiện nay Nisa cũng đang ở Úc đây, và cái người đó cũng ở Úc. Người đó nói là ở bên này nói cái gì cũng được, muốn nói cái gì cũng được, muốn chửi ai chửi không có sao. Thì cái này Lisa nói cho tất cả mọi người biết là các vị ấy nói tiếng Việt thì cái bố nó, cái thằng thủ tướng ở đây nó cũng không biết là các vị ấy nói cái gì. Thì các vị ấy có muốn nói dời trên dời dưới đất, nói xuôi nói ngược, nói cái gì cũng được đúng không? Muốn chửi ai thì chửi, nhưng các vị thử há mồm ra, các vị nôi tên nôi tuổi nôi thằng nào ra, các vị nói ô cái thằng đấy đấy, nó ở cái nhà đấy đấy, nó làm cái công việc đấy đấy, nó thế này, nó ăn chặn tiền rồi, nó thế này thế nọ thế trai. Xem là mấy ngày sau á, các vị có nhận được một cái giấy đi ra tòa không? Ừ? Các vị nói á thì phải suy nghĩ, hiểu không? Chứ đừng á, cứ sướng lên là nói, cứ sướng lên là nói, hiểu không? Các vị ở đây á, các vị chỉ có đi làm thôi, đi làm lấy tiền rồi về nuôi con nuôi cái, nuôi cho gia đình các vị. Còn ngoài thực tế, ngoài cuộc sống, ngoài đời kia, tôi ở đây mấy chục năm chưa bao giờ nhìn thấy một cái người cờ vàng nào mà đứng lên để mà đấu tranh hay là cùng với những cái người Úc này đi biểu tình đòi hỏi bất cứ một cái thứ gì cho chính bản thân mình ở cái đất Úc này. Đúng không? Chưa thấy. Mà chỉ thấy cầm cờ vàng đi biểu tình chửi cộng sản. Thưa các vị cờ vàng, thưa các vị là các vị đang 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 là cái công dân ở cái đất này, các vị phải lo cho cái đất này trước đã đúng không? Tại sao mà cứ phải 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 gào lên rồi chửi rủa rồi này kia các thứ, xong rồi các vị nói về nhân quyền, vậy nhân quyền tôi đâu đó? Cho Lisa hỏi mấy cái người mà cứ lên đây suốt ngày há mồm mà nói nhân quyền mới human right mới này cái gì à freedom mới how about me, còn tôi thì sao hả? Tôi thấy các vị nói không đúng. Tôi lên đây hoặc là tôi lên đây tôi nói là về chuyện Việt Nam hay là nói cái gì thì bắt đầu quay ra chửi con này con kia, đưa cả cái mặt của tôi vào trong cái cộng đồng. Có bằng chứng nhá, các bạn download, các bạn giữ lại những cái mà chúng nó đưa xả vào trong cái cộng đồng nó chửi á, cái thằng gì mà ở Sydney á. Các bạn nào hộ ly xả ấy, giữ lại mấy cái đấy, như sao cũng giữ, nhưng mà đôi khi nhiều khi mình làm cái gì á chẳng may bấm nhầm nó bị mất đi chẳng hạn. Các vị mang tiếng là một cái cộng đồng mà đưa cái mặt tôi vào đấy để chửi rồi để đe dọa tôi là con cộng sản rồi con này nó kết hôn giả rồi là con gián điệp, cái tưng đấy thứ đã đủ tôi đưa các vị, đủ bằng chứng để tôi đưa các vị ra tòa rồi, các vị biết không? Các vị có biết cái nhân quyền của người khác là cái gì không? Cái gì gọi là nhân quyền không? Các vị chính các vị cũng chưa hiểu cái nhân quyền là cái gì nữa mà suốt ngày ở đây đi ra đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam hơn 40 năm nay rồi, các vị đâu có sống ở Việt Nam đâu. Đâu có biết chuyện gì xảy ra ở Việt Nam đâu. Hả? Bao nhiêu người, bao nhiêu triệu người ở đây, tại sao đếm trên đầu ngón tay mấy ông bà già cầm cờ ra làm sao vậy? Tại sao các vị không thu phục, thuyết phục được những cái người như tôi hoặc là những cái người khác mà chỉ được vài ba cái mống người cứ suốt ngày ra kia để làm bẽ hết cả mặt cả mũi những người Việt Nam sống ở hải ngoại đấy, đúng không? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, làm cái gì nó phải ra làm, không làm thì thôi đừng có bôi mèo ra để mà ảnh hưởng đến con đến cháu của chúng tôi.
Các vị ra ngoài kia, các vị làm những cái trò đấy, các vị nói các vị là người Việt Nam, người ta nhìn các vị chẳng có một tí hiểu biết gì cả, thì nó có ảnh hưởng đến con cháu các vị không? Thử suy nghĩ xem có đúng không? Nghe, bảo vệ ngay cho chính mình đi đã. Ở đây á, còn chưa no xong, no ở chuyện Việt Nam. Nhân quyền, mới trả nhân kiếp suốt ngày gào nhân quyền. Rồi nói về Formosa, để Lisa nói cho các bạn nghe. Formosa, tất cả những người ở hải ngoại đã thuê nhà, mướn nhà bao giờ chưa? Hoặc là các vị đã cho người ta mướn nhà. Tôi thấy rất là nhiều người cho người ta mướn nhà và hầu như bất cứ ai bước chân sang cái nước ngoài này đều đi mướn nhà hết, đi thuê nhà ở hết. Và các vị khi mà các vị thuê nhà, các vị phải cần những cái gì? Nếu như các vị không phải là những cái, đây là bây giờ nói trước mắt là nói về hợp đồng đàng hoàng, chưa nói về những cái gian lận nhá. Khi Lisa muốn thuê một cái nhà, Lisa phải chứng minh được cái thu nhập của Lisa có trả được cho cái nhà đấy không. Ok, đấy là đi Lisa đi ra một cái agent để mướn một cái nhà đàng hoàng đấy, chứ không phải là mướn kiểu tiền mặt. Cái đấy chưa nói, khoan nói. Thì trong cái hợp đồng á, nó có hết tất cả. Trước mắt Lisa mướn nhà của người ta, Lisa phải đưa tùy theo cái agent ấy, nó muốn mình phải trả trước đặt cọc cho nó bao nhiêu tiền. Ví dụ như đặt cọc 1 tháng tiền nhà trước hoặc 2 tháng tiền nhà trước. Tại vì nó sợ mình á, là nếu có chuyện gì á, nhà cửa hỏng hóc ấy, mà mình chuyển đi rồi nó không lấy được cái tiền đó. Cho nên trước khi mình muốn mướn một căn nhà thì mình phải đặt cọc tiền đã, 1 tháng tiền nhà, ví dụ 1,5 ngàn 1 tháng, thì nó bắt phải trả cho nó, đặt cọc cho nó 1,5 ngàn, xong lại trả trước 4 tuần nữa, một cái tháng nữa đấy nữa, là thành phải có 3 ngàn. Để ví dụ nên giả lấy ví dụ vậy, 3 ngàn đưa đưa cho người ta trước đã, trả tiền nhà và đặt cọc, là tổng cộng là phải đưa trước cho người ta 3 ngàn đã. Ok, và người phải chứng minh cho cái agent đó là cái nơi cho mình mướn thuê cái nhà đó, là cái thu nhập của mình có thể trả được cho cái nhà mình thuê đó, thì nó mới đồng ý nó cho mình mướn. Và trong cái hợp đồng ấy, nó sẽ cho mình mướn ví dụ 1 năm chẳng hạn, mình đồng ý với nó, mình ký 1 năm, đúng không? Thì ok, chứ không phải là mình muốn muốn đi lúc nào, hay là mình nó muốn, nếu mà mình không ký như thế thì mình vừa vào ở được 2 3 tháng nên nó bán nhà chẳng hạn, thì cái đấy là thiệt cho mình chẳng hạn vậy. Hoặc là nó cứ nay nó chuyển, nó bắt mình chuyển đi, hay là ngày kia nó lại bắt mình đi, thì cái đấy không tốt cho mình. Hoặc là cái hợp đồng nó chưa hết hạn thì mình cũng không được đi chẳng hạn, mình mà đi á thì mình mất cái tiền đặt cọc đó. Đó là cái luật về nhà cửa. Thì cái Formosa nó cũng như vậy thôi, nó đi vào Việt Nam. Cái trước mắt Nisa nói là Formosa không phải của Trung Quốc, mà cái bọn ở bên này nó cứ suốt ngày nó nói là của Trung Quốc, rồi Trung Quốc đầu độc, rồi bên này cái kia. Ở bên Mỹ có mấy cái đấy, không phải 1 cái đâu, và đã từng bị ô nhiễm môi trường bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần đó thì bị phạt, phạt xong rồi lại tiếp tục ô nhiễm tiếp, lại bị phạt tiếp đó. Thì ở trong cái hợp đồng đấy nó phải có cái thời hạn như thế nào, như thế nào ô nhiễm như thế nào, thì bắt đầu cái bọn ở bên này nó cứ ầm ầm lên suốt ngày Formosa mới lại cái gì đúng không? Thì đó là Lisa nói qua. Chính cái bản thân cái người cái thằng banh này, nó nghe xà xem một cái video, nó nói nó có nhà nó cho mướn đằng trước đó, nó cho nó mướn đằng sau nó ở, đúng không? Thì nó đã phải hiểu được cái chuyện mướn nhà rồi, mướn nhà mới lại người ta vào người ta làm ăn, cái gì cũng phải có cái hợp đồng hết.
chứ không phải nói là mình muốn đuổi nó ra là mình đuổi được nó ra đâu. Trong cái hợp đồng ấy nó ký, nó thuê cái đám đất ấy của mình bao nhiêu năm, đúng không? Mình cho nó thuê như thế, mình không thể nói là đuổi nó ra là đuổi nó ra được. Bây giờ nó làm ô nhiễm môi trường, bây giờ nó đã bị phạt rồi, đã phạt nó bồi thường rồi, bây giờ còn cứ kể gạo lên, cứ sốt hết cả bộ ruột lên. Rồi nhân quyền mới nhân tiết đấy, các bạn thử xem đấy. Nhân quyền nó để cho ai nhân quyền rồi à. Ngay như Lisa đấy đấy, bọn cộng đồng ấy nó thấy Lisa nói nó cú quá, nó tức quá, nó không, nó sợ người ta nghe Lisa rồi nó không lừa được ai nữa, cho nên là nó bê cả Lisa, cái mặt Lisa lên trên cái cộng đồng ấy, xong rồi nó chửi rồi nó đe dọa rồi này kiện tụng suốt ngày kiện rồi. À, hiểu cái gì cả, xong rồi á đấy, tự do của chúng nó đấy, nhân quyền của chúng nó đấy, đúng không? Tự do ngôn luận đấy, cái đấy ngôn luận là gì? Ngôn luận là nói, thì khi người ta nói cái gì thì kệ mày, à người ta muốn nói cái gì thì nói, mà cái nước này đâu có phải của chúng nó đâu. Vậy mà chúng nó đâu có ai cho ai tự do đâu, có ai cho, nên sao nói rất là nhiều lần rồi, đúng không? Nó cứ ra cái nó cầm cái cờ xong nó bảo là người Việt Nam, mình là người Việt Nam mình cũng lộn cái tam bánh lên chứ làm sao mà chịu được. Cái đấy ngay như chính những cái đấy mà người ở đây cũng chưa có biết đứng lên mà nói cái tiếng nói của mình, đúng không? Các vị hơn bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi, đấu tranh được cái gì chứ, có được cái gì không hả? Rồi cái cộng đồng ở những cái người ở cái bản xứ này, người ta nhìn những cái người Việt Nam như thế nào đó, cái cộng đồng két két ra chả ra làm sao cả. Cả một cái đất nước Việt Nam to như thế, các cường quốc người ta đến người ta hợp tác làm ăn, mình không thấy hãnh diện, lại cầm cái cờ ra, xong rồi ba ngoe, xong rồi giả khú đế, xong rồi như đồ điên ấy, xong rồi nói thì cứ nói tiếng Việt thôi, chả biết các vị nói cái con mẹ gì. Hả? Nói thế để làm gì? Ít ra ví dụ như cái lần vừa rồi người Hồng Kông ấy, người ta biểu tình, thấy người ta biểu tình chưa? Một khi đã không làm thì thôi, làm phải làm như thế thì người ta mới phục. Ba cái ngoe mấy chục năm rồi, chọc lên mọc xuống, chọc lên chọc lên chọc lên, đứng còn vững đâu, khổ thế cơ chứ này. Xong rồi cứ nôi người hết mấy cái ông bà già lên đấy, nói đi nói lại rồi nói mệt hết, mệt hết cả người. Rồi Linh Sào hôm nay Linh Sào nghe thằng này thì nó nói Linh Sào bực hết cả người, tại mình cũng đang sống ở đây mà, mình đang sống ở đây mà, cho nên là mình nghe thấy trái tai quá. Nhiều người không biết tại sao cứ ngồi đây, Việt Nam thì chưa sống ngoài Bắc một ngày nào hết, chả biết cái gì về ngoài Bắc hết. Ngày xưa thì chửi dân Bắc Kỳ thế nọ thế chai rồi loạn xì ngầu lên, bây giờ sao thương dân miền Bắc thế không biết được. Rồi ôi các anh các chị các ông các bà sao thương dân miền Bắc thế đó, tự nhiên cứ thế gào cây xanh mới lại cái gì ô nhiễm môi trường mấy cái gì sao mà quý dân miền Bắc thế không biết được. Rồi ôi nghe nó chua ngoa thế không biết, điều không thể tưởng được. Xong rồi bất cứ ai sau đây là cứ biểu tình nhìn lộn hết cả ruột đập chết bố chúng nó đi. Chào các bạn nhé, có ai có cái gì thắc mắc cái gì đó. Quyền mấy bé nó được đốt phá làng xóm, bắn giết đồng bào đấy. Nó cái Formosa như thế, xong rồi đi biểu tình, xong rồi cứ đi phá hết cái công xưởng này công xưởng kia của những cái nước khác như thế, nó phá hoại, nó chủ chủ đích nó vào đấy là nó nên sáng nghĩ cái bọn đấy, bọn hải ngoại này nó chỉ có chân tay của Trung Quốc thôi, nó vào nó phá để cho không ai dám vào trong đấy để đầu tư nữa, thì dân mình khổ chứ ai khổ, đúng không? Dân mình đang đang muốn có công ăn việc làm thì chính phủ người ta đang muốn cho nhiều nhà máy, nhiều công ty, nhiều ngoại người ngoại quốc đi vào đấy mở hãng xưởng này kia các thứ, thì nó lại
cứ dựa vào cái này dựa vào cái kia, xong nó quậy lên, xong để cho người dân Việt Nam tự nhiên cứ nó thuê vài ba thằng ạ, xong bà đập phá cái hãng xưởng của người ta. Lê Xà thấy một người qua đây du lịch là nói chuyện Lê Xà bỏ chứ, nó vào nó đe mấy cái người công nhân á, lát nữa tao mà quay lại á, ồ chết rồi, lát nữa tao mà quay lại tao mà còn nhìn thấy mày ngồi đây á, có nghĩa là người ta làm á, người ta không muốn đi biểu tình á, với bọn côn đồ á, nó vào nó đe người ta, nó bảo nát nữa tao mà quay lại tao mà còn nhìn thấy mày ở đây tao đập chết mày. Xong rồi ai đi biểu tình này, nó cho bao nhiêu tiền á, chính cái người ở Việt Nam qua đây nói chuyện ni xà đó đấy, các bạn thấy không? Thế là mình tự giết mình tự đổ cái bát cơm của mình xuống dưới đất chứ gì nữa, đúng không? Mấy cái người ấy, nếu mà cứ đi nghe chúng nó mà đi biểu tình rồi đi đập phá những cái công xưởng của người khác, rồi như cái vụ cái gì con ruồi ở trong cái nọ nước, cái chai nước ngọt thì trời ơi đấy, nó cứ làm ba cái trò như thế thì làm sao người ta dám 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 đầu tư vào Việt Nam. Nó làm ra như thế để cho người ta sợ, người những cái nước khác nó sợ đúng không? Rồi những cái đồ hàng hóa gì của Việt Nam á, là nó quay ra nó chê rồi ô nhiễm rồi thế này thế nọ thế chai, thế là bên này không dám mua không dám ăn chẳng hạn vậy, thì có, ai là người thiệt đúng không? Bây giờ ví dụ như là Lê Sà bảo muốn mua gạo thì nghĩ bảo hay là mua một cái gì đó thì muốn ủng hộ cho người Việt Nam, nhưng chúng nó ở bên này chẳng hạn chúng nó cứ đồn lên là cá bị ô nhiễm này kia các thứ, mà trong khi ở những cái xếp quầy ở những cái tiệm lớn ở Úc này á, bán cá của Việt Nam qua này rồi này kia các thứ, thế ví dụ những cái người tin chúng nó ấy, họ sẽ không dám mua những cái đấy họ ăn, thế có phải thiệt cho người dân mình không, đúng không? Làm ra được như thế thì người dân có công ăn việc làm chứ đâu có phải là ông mấy ông cán bộ ông có công ăn việc làm được, bọn nó nói